Mẫu nhà 2 tầng đã và đang là lựa chọn hàng đầu trong những mẫu thiết kế tại nông thôn hiện nay. Với thế mạnh sở hữu diện tích đất rộng lớn cùng với cảnh quan sân vườn thiên nhiên tươi mát, những mẫu nhà 2 tầng thay nhau mọc lên, làm đẹp cho cuộc sống đồng thời nâng cao chất lượng sống của các thành viên trong gia đình. Trong số này, VC Home xin giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu nhà 2 tầng cùng kiến trúc độc đáo đẹp mắt. Bác Điền, chủ đầu tư của công trình. Bác là người trau chuốt tỉ mỉ từng góc nhỏ của căn nhà, nên từ việc lựa chọn phong cách cho đến hình thức xây dựng hay vật liệu hoàn thiện, bác đều tìm hiểu chuyên sâu và đưa ra lựa chọn thông suốt nhất. Công trình tọa lạc tại vùng đất ngoại thành, đặc biệt địa thế ven đê, tạo ra những view nhìn cực kỳ hút mắt ấn tượng. Ngôi nhà mái Nhật 2 tầng được thiết kế kích thước 10,5 x 16m, được xây dựng trên khuôn viên đất hơn 500m2. Diện tích sàn tầng 1 xấp xỉ 150m2, diện tích còn lại được bố trí cây xanh sân vườn. Thế đất đẹp thuận lợi cho những bước đầu tiên trong công cuộc xây dựng công trình. Hướng nắng gió cũng được tận dụng đi vào thiết kế, nên ngoài không gian sống khá thoải mái, thì mọi người còn cảm nhận được những góc nhìn rất đẹp cho công trình từ nhiều phía. Hệ thống mái Nhật sang trọng phù hợp với một công trình 2 tầng hiện đại, màu ngói kết hợp ăn ý với gam màu trắng chủ đạo. Đặc biệt với những công trình hiện đại, ngói trắng men được sử dụng khá phổ biến, tôn lên rõ nét tính chất sang trọng của công trình, nên đây vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trong công cuộc xây dựng nhà ở hiện nay. Các thước cột giả và cột chính được ốp toàn bộ, nên nhìn từ xa chúng ta có thể thấy được những điểm nhấn rõ ràng và đặc biệt, thước cột lớn khiến công trình khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Với sự tiếp cận bằng lối sảnh mở rộng cùng hệ thống tam cấp, độ thông thoáng và giao thông liền mạch, phân chia khá rõ ràng. Trên tầng 2 được bố trí sân chơi rộng rãi để chủ nhà có thể thỏa sức đam mê trang trí cây xanh. Xung quanh nhà được bố trí phân tán các cửa sổ nhỏ, sử dụng chất liệu nhôm kính trong, thuận lợi cho việc lấy sáng và phù hợp với hướng đông nam của công trình. Mặc dù khuôn viên đất dành cho cây vườn khá nhiều, nhưng với bố cục một công trình nhà vườn 2 tầng thì chủ nhà vẫn dành ra khoảng sân lớn là nơi sinh hoạt bên ngoài của công trình, cũng như là một sân chơi nhỏ nhỏ cho trẻ em trong nhà, như một không gian giao thoa sinh hoạt chung của mọi người sau mỗi cuối tuần sum họp. Bên ngoài nổi bật bằng những chi tiết trang trí đẹp mắt và sân vườn tuyệt vời, còn lại bên trong là các không gian sinh hoạt sắp xếp logic hợp lý. Đi từ sảnh chính vào là không gian phòng khách rộng rãi diện tích 30m2, bộ bàn ghế gỗ đặt thoải mái cùng kệ TV trong không gian rộng. Tại đây cũng được tính toán hợp lý từ ánh sáng tự nhiên cho đến bố trí đèn điện để có một không gian phòng khách tuyệt vời. Phía bên phải là không gian riêng tư ấm cúng cho phòng thờ diện tích 12m2. Không gian phòng thờ được ngăn cách bằng vách gỗ đẹp mắt sang trọng, tôn lên nét hiện đại từ nội thất, ăn khớp với phong cách ngoại thất công trình. Tại tầng 1 được bố trí hai phòng ngủ nhỏ rộng 13m2, được đặt vị trí bên trong. Còn lại là không gian bếp ăn và vệ sinh chung cho toàn tầng. Bếp được tiếp xúc bằng lối sảnh phụ nên bảo toàn riêng tư cho chợ búa và sinh hoạt bên trong của cả nhà. Dưới khu vực cầu thang được tận dụng đặt phòng kho nho nhỏ. Trên tầng 2 phía bên phải là một phòng ngủ lớn diện tích gần 20m2 có ban công riêng, đồng thời đối diện là hai phòng ngủ nhỏ có kích thước và bố trí tương tự như phòng ngủ dưới tầng 1. Còn lại phía bên trái cầu thang là một phòng ngủ cuối cùng rộng 18m2 và một sân chơi rộng rãi. Với lối thiết kế đẹp mắt và phù hợp với gia đình nhiều thế hệ, công trình được ưu tiên lựa chọn khá nhiều trong xây dựng nhà ở của các chủ đầu tư hiện nay. Còn gì bằng khi sở hữu một ngôi nhà với đầy đủ công năng và thẩm mỹ? Quý vị thấy mẫu nhà trên như thế nào? Hãy để lại nhận xét dưới phần bình luận. Một mẫu nhà bạn thích để cập nhật liên tục trong những video tiếp theo. Cùng thả tim và follow để chiêm ngưỡng nhiều mẫu nhà nổi bật và đặc sắc nhất.